tâm thấp trong bệnh cơ tim à, thì chúng ta cũng đã biết rồi với vai trò của siêu âm tim thì là nó không dừng lại ở cái vấn đề và chẩn đoán của bệnh cơ tim thì đây là một cái phương tiện còn giúp chúng ta phân loại phân tầng nguy cơ đối với bệnh nhân có bệnh cơ tim à, từ gió giúp cho bệnh bác sĩ điều trị có những cái hướng dẫn điều trị cũng như là theo dõi trong suốt quá trình điều trị và cái vai trò quan trọng nữa của siêu âm đó là giúp tiên lượng và đặc biệt là giúp tầm soát ở những cái đối tượng bệnh nhân bệnh cơ tim có tính di truyền thì hiện tại có nhiều cái phân loại của bệnh cơ tim nhưng về thực hành lâm sàng thì cái phân loại mà được sử dụng nhiều nhất là những phân loại mà dựa theo cái tần suất bệnh. Thì thường gặp nhất đó là bệnh cơ tim giãn nở, sau đó là bệnh cơ tim phì đại và bệnh cơ tim hạn chế. Một số các dạng bệnh cơ tim ít gặp hơn như bệnh cơ tim thất phải gây loạn nhịp hoặc là bệnh tim không lành chặt. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào ba cái dạng cái bệnh cơ tim mà thường gặp nhất này. À, đầu tiên là đến bệnh cơ tim giãn nở. Thì như chúng ta cũng đã biết về mặt định nghĩa từ từ trước tới nay chúng ta vẫn thống nhất đó là bệnh cơ tim giãn nở khi đạt được hai cái tiêu chuẩn thứ nhất là bệnh nhân có giảm có bóc thất trái thể hiện qua cái phân suất co rút dưới 25% hoặc là cái phân suất tống máu dưới 45% thứ hai là bệnh nhân phải có giảm thất trái với đường kính thất trái cuối tâm trương phải trên cái giá trị bình thường là 117% hệ tính theo tuổi và diện tích da à, tuy nhiên thì với cái phát hiện mới ngày nay về di truyền về bất thường về đột biến gen đó, thì đã nhận thấy rằng ở trên lâm sàng của chúng ta thì không chỉ có cái dạng bệnh cơ tim giãn nở điển hình với ở ép giảm và giãn thất trái còn có một chiếm khoảng 25 phần trăm tức là một cái dạng gọi là không điển hình tức là mặc dù ở ép giảm nhưng mà thất trái vẫn không giãn nó cũng được gọi là bệnh cơ tim giãn nở và quan trọng hơn nữa là với những phát hiện về gen nó người ta thấy ở có giai đoạn tiền lâm sàng đã có những cái bất thường mà không điển hình chẳng hạn như một bệnh nhân hoàn toàn không có thay đổi ở ép không giãn thất trái nhưng lại có những rối loạn nhịp đơn độc mà đây là những bất thường gen của bệnh cơ tim giãn nở hoặc là bệnh nhân có một cái giãn thất trái đơn thuần và hoàn toàn không có thay đổi co bóp thất trái cũng là một cái thể của bệnh cơ tim giãn nở tiền lâm sàng và đặc biệt là có những cái dạng bệnh nhân chỉ có mang cái gen bất thường của cái bệnh cơ tim giãn nở và hoàn toàn không có rối loạn nhịp cũng như là không có cái chỉ số bất thường trên lâm sàng chính vì vậy đây là những cái cái, cái kiểu hình mà mình phải tiêu tâm khi mình tầm soát những đối tượng bệnh nhân mà có nguy cơ trong gia đình của những bệnh nhân có bệnh cơ tim giãn nở mà có đột biến gen cũng chính từ những cái phát hiện này thì gần đây cái đồng thuận của các nhà hình ảnh học châu Âu họ đưa ra cái 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 tiêu chuẩn chẩn đoán mở tim giãn nở có một số số sự khác biệt à, thứ nhất là bệnh nhân tiêu chuẩn đó thứ nhất người ta được đặt ra khi bệnh nhân có uh, rối loạn chức năng tâm trương thất trái với EF dưới 45 hoặc là rối loạn chức năng tâm trương của cả hai thất và kèm theo có giãn thất trái mà những cái giãn thất trái này không có giải thích được bằng những cái tình trạng tăng tải thể tích hoặc là bệnh mạch vành và một cái tiêu chuẩn thứ hai họ đặt ra là bệnh nhân có rối loạn chức năng tâm trương thất trái hoặc rối loạn chức năng tâm trương cả hai thất nhưng mà không có dạng thất trái. Tức là bây giờ cái dạng bệnh cái tim phì giãn nở nó sẽ được nhận diện một cái hiện rộng hơn. Và khi đánh giá chức năng tâm trương của tức là tâm thu của cho bệnh cái tim giãn nở thì cũng đi theo cái quy định chung của tất cả các chức năng ở các bệnh cơ tim khác thì người ta vẫn ưu tiên sử dụng phương pháp đánh giá EF trên 2D pipeline. đây là phương pháp được công nhận nhiều nhất. À, nếu chúng ta có phương tiện mà đánh giá được cái 2D mà ô tự động hoặc là sử dụng 3D đó là phương pháp ưu thế hơn, chắc chắn nó sẽ chính xác hơn. Đối với thất phải, khi mình muốn đánh giá chức năng và thể tích thất phải thì người ta khuyến khích chúng ta nên sử dụng 3D thất phải qua thành ngực. Thì đó mới có những thông tin chính xác để đánh giá chức năng và cấu trúc thất phải. À, về vấn đề mà tầm soát ở những người thân của những cái bệnh nhân mà có bệnh cơ tim giãn nở và di truyền thì người ta khuyến khích đề xuất là chúng ta sẽ tầm soát tất cả những người thân trực hệ nếu bệnh nhân của chúng ta thuộc nhóm là bệnh cơ tim giãn nở gia đình và cái tuổi bắt đầu tầm soát là từ 10 tuổi và lặp lại mỗi từ 2 tới 3 năm nếu như mà kết quả của chúng ta là bình thường và hai cái chỉ định cận lâm sàng cần thực hiện đó là siêu âm tim và điện tâm đồ thì đây là cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán bệnh cơ tim giãn nở đối với cái người thân của bệnh nhân có bệnh cơ tim giãn nở gia đình thì chúng ta thấy ở đây là có cái tiêu chuẩn của siêu âm tiêu chuẩn của điện tâm đồ tiêu chuẩn của MRI và một số cái tiêu chuẩn liên quan đến cái xét nghiệm về 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 viêm và tự kháng thể thì trong tiêu chuẩn điện tâm đồ thì trong khuôn khổ bài này thì chúng ta sẽ nhấn mạnh những tiêu chuẩn của điện tâm đồ thì chúng ta thấy rằng nếu bệnh nhân là người thân của một bệnh nhân có bệnh cơ tim giãn nở gia đình đó, thì tiêu chuẩn đầu tiên là cái co bóp thất trái ngay cả ở ép dưới 50% đã được coi là một cái bệnh cơ tim giãn nở rồi mặc dù nó chưa giảm dưới 45% tiêu chuẩn thứ hai là bệnh nhân có một cái giãn thất trái mà không được giải thích bằng các nguyên nhân khác và đây là hai cái tiêu chuẩn chính trong tầm soát của người thân của bệnh nhân có bệnh cơ tim giãn nở gia đình một cái tiêu chuẩn phụ chúng ta cũng phải để ý đó là những bất thường vận động vùng của thấp trái mà không không kèm theo những cái bất thường dưỡng truyền ở trong thấp thì đây là một được xếp vào một cái tiêu chuẩn phụ tức là đối với bệnh nhân mà trong khi làm siêu tầm soát chúng ta phải lưu ý ba cái, cái đặc điểm này để mà chẩn đoán sớm mình cái tim giãn nở và đối với kim giãn nở thì thường không chỉ có tâm thu mà có thường có kèm theo cái rối loạn chức năng tâm trương do cái tình trạng sợi hóa và tái cấu trúc thấp và chính cái tình trạng này nó làm rối loạn thư giãn và làm tăng cái độ cứng của thành thất trái dẫn đến tăng áp lực đổi đầy thất trái và thể hiện một cái loại tâm trương nếu mà chúng ta bắt gặp được một cái loại rối loạn kiểu tâm trương và kiểu hạn chế thì bệnh nhân này đã rơi vào cái giai đoạn trễ của bệnh cơ tim giãn nở đây là cái hình ảnh điển hình của một cái rối loạn tâm trương kiểu hạn chế tức là có một cái sóng a rất là cao nhọn tức là có thời gian giảm tốc dưới 150 miligiây tỷ lệ e trên a tăng và tỷ lệ e trên ơ phải cũng tăng, đó là những kiểu hình điển hình của một cái rối loạn tâm trương kiểu hạn chế. Ở một cái thế mạnh khác của siêu âm trong đối với bệnh suy tim đó là đánh giá được cái đồng bộ trong thất, đồng bộ thất trên bệnh nhân cơ tim giãn nở. Thì chúng ta cũng biết rằng nếu bệnh nhân có những cái mất đồng bộ ở trong thất hoặc là mất đồng bộ giữa hai thất sẽ làm cho cái suy tim nó tiến triển nhanh hơn. Và một cái điều quan trọng là những cái dấu hiệu mà mất đồng bộ trên siêu âm này nó lại hướng dẫn cho chúng ta tiên lượng khả năng bệnh nhân có thể đáp ứng với điều trị CRT sau đó hay là không. Thì uh, khi chúng ta khảo sát cái phổ uh, van hai lá với sóng ơ và sóng A thì chúng ta có thể đánh giá được cái sự mất đồng bộ giữa nhĩ và thất. Ở uh, bình thường thì uh, cái chân của sóng A sẽ trùng với cái đỉnh của sóng R trong trường hợp bình thường. Nếu như cái chân cái cái đỉnh sóng R nó xuất hiện trước sóng A như thế này thì tức là cái có chậm cái dẫn truyền nhĩ thất này nó quá nhanh. Còn trong trường hợp cái đỉnh của sóng R này nó xuất hiện quá xa sóng A rơi trong cái giai đoạn tâm thu rồi chứng tỏ là có một sự bất đồng bộ giữa cái tín hiệu tự nhĩ và chuyển truyền trong thất à, ngoài ra thì người ta còn dùng đánh giá cái đồng bộ dĩ thất qua một cái chỉ số gọi là chỉ số độ đầy tâm trương chỉ số này được thiết lập bằng cái tỷ lệ giữa cái độ dài từ đầu sóng e đến cuối sóng a chia cho cái tỷ lệ rr nếu cái tỷ lệ này mà dưới 40% á, thì coi như là có bất đồng bộ nhị thất Tuy nhiên tỷ lệ này thì nó lại không có giá trị nhiều trong vấn đề tiên lượng đáp ứng điều trị CRT. À, đối với đồng bộ ở trong thấp thì chúng ta sẽ có một số chỉ số có thể đánh giá được. À, thứ nhất là chúng ta có thể đo được cái thời gian dẫn truyền từ đầu phức bộ GDS cho tới bắt đầu của cái phổ chủ qua buồng tống thất trái. Nếu cái thời gian này kéo dài trên 140 ms tức là bệnh nhân có mất đồng bộ dẫn truyền ở trong thất. À, khi sử dụng cái phương pháp TM mà mình qua mặt cắt cạnh ức trục ngang mà cách dọc của cột cơ đó thì mình cũng có thể so nhận diện được cái mức đồng bộ thất dựa vào cái đỉnh co cao nhất của cái vách liên thất và cái thành sau của thức trái à, thông thường nếu trong trường hợp bình thường thì các điểm này nó phải trùng nhau còn khi nó có sự chênh lệch về thời gian này thì chứng tỏ là bệnh nhân có cái sự mất đồng bộ giữa cái vách liên thất và cái thành sau và cái thời gian nếu mà trên 130 trăm giây là có ý nghĩa là mất đồng bộ trong thất à, tuy nhiên cái tiêu chuẩn này chúng ta sẽ không áp dụng nếu bệnh nhân có nhiều mất cơ tim cũ ở những cái vùng này là cái vùng Bách Liên Thất và cái thành sao. À, với siêu âm à, đúc lê mô thì chúng ta sẽ dựa vào cái đường biểu diễn của cái sóng đúc lê mô để ta nhận diện có rối loạn dẫn truyền trong thất hay không. Thì đây là hình ảnh bình thường. Chúng ta thấy rằng à, chúng ta sẽ, từ kỳ tâm thu, nó sẽ có một cái thời gian ngắn gọi là thời gian co đồng thời tích. Sau đó sẽ có sóng S và tâm trương thì thể hiện ở hai cái sóng là sóng à, dĩ, à, sóng tâm trương và cái sóng nhĩ co, là một cái sóng A nhỏ phía sau. À, nếu chúng ta đo cái thời gian gọi là thời gian chậm trễ dẫn truyền từ xung động điện đến cái cơ học của à, của thấp tính từ đầu phức bộ virus cho tới đầu của cái sóng S thì chúng ta sẽ so sánh một cái tỷ lệ nữa một cái thời gian thứ hai là thời gian à, gọi là thời gian dẫn truyền điện ở trong thấp tính từ đầu phức bộ QRS cho đến đỉnh của sóng S nếu mà sự chênh lệch cái hai khoảng thời gian này mà trên 40 mươi giây đó là một cái dấu hiệu của mất đồng bộ trong thấp thì à, à, hiện nay một số máy nó có một cái số chuyên bình phần mềm có thể mã hóa được cái uh, siêu doppler thay vì ở dạng sống mà ở cái dạng biểu uh, đồ vận tốc thì với cái biểu đồ vận tốc này thì có một cái lợi điểm là chúng ta có thể đồng thời mình mình so sánh được hai cái vị trí khác nhau trên cùng một cái mặt cắt chẳng hạn như ở đây người ta có thể so sánh siêu doppler ở vùng đáy cửa vách và đồng đáy của thành bên và vẽ được cái biểu đồ này thì nếu mà các cái điểm điểm gọi là vận tốc là thời điểm mà đạt vận tốc big của những cái vận tốc này mà trùng nhau như thế này là trường hợp bình thường còn trong trường hợp có mất đồng bộ giữa hai vùng này thì cái quyết định này sẽ tách rời nhau ra và nếu cái thời gian này đo được trên 60 mươi giây thì tức là có mất đồng bộ ở bên trong thất. À, với những kỹ thuật mới hơn nữa thì người ta sẽ mã hóa những cái vận tốc đó thành những cái dạng màu à, và cái màu nó sẽ thay đổi tùy theo cái vận thời gian mà bệnh cái bệnh nhân đó đạt được cái vận tốc đỉnh tối đa. Nếu mà trên một cái mặt cắt chúng ta thấy tất cả các màu đồng nhất với nhau như thế này thì chứng tỏ là tất cả các vùng cơ này nó co cùng một cái vận tốc. Còn những cái mặt cắt mà chúng ta thấy có những cái màu khác nhau tức là những vùng cơ này đã được đo có bóp ở những cái thời điểm khác nhau cái vận tốc khác nhau và đó là một dấu hiệu của cái mất đồng bộ ở trong thất thì cũng trên cái cơ sở đó người ta có thể thiết lập uh, thành một cái hình mắt bò và người ta có thể nhìn vào màu trong hình mắt bò này để tiên đoán được là bệnh nhân có mất đồng bộ hay không nếu trong một cái mắt bò mà có những cái màu ở những cái tông màu khác nhau như thế này thì chứng tỏ là bệnh nhân có sự mất đồng bộ ở trong thất thì cũng bệnh nhân này nếu chúng ta đặt CRT thành công thì những cái màu này nó sẽ nên đồng nhất hơn tức là đã, các vận tốc đã được Điều chỉnh sau cái CRT, tức là một cái đáp ứng điều trị với CRT. À, ngày nay thì người ta phát triển nhiều về uh, strain và trên rate. Thì đối với cái kỹ thuật đo sức căng hành cơ tim như thế này thì để mà đánh giá đồng bộ thất thì người ta khuyến cáo chúng ta sử dụng cái strain theo trục ngang. Thì trên một bạch các ngang qua trục ngang qua cột cơ thì người ta sẽ so sánh được cái vùng vách liên thất và cái thành sao. Bình thường thì các cơ khi mà co đồng bộ nó sẽ theo một đồng nhất theo một cái biểu đồ. Và trong trường hợp nó có sự chênh lệch về co giữa các vùng, chẳng hạn như trong trường hợp này thì giữa vùng vách và thành sao nó có một sự chậm trễ của đạt cái thời gian đỉnh của strain. thì đây là một cái biểu hiện của mất đồng bộ trong thấp và cái thời gian người ta quy định là quy ước là trên 130 mm Thì cũng với strain nói hành ngày nay chúng ta có strain và trên red và 3D thì với cái kỹ thuật 3D thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái thông tin sẽ chính xác hơn so với strain 2D và một cái kỹ thuật khác giúp cho mình nhận diện được cái mức đồng bộ trong thất đó là người ta sẽ biến đổi những cái vận những cái di chuyển ở trong vùng cơ tim thành những cái vector vận tốc trong trường hợp bình thường thì chúng ta thấy rằng tất cả các các vận động của các vùng này đi đều hướng về trung tâm như thế này và trong một số trường hợp bất thường chẳng hạn như lớp nhánh trái thì có sự phân tán của các vector vận tốc này tức là chỉ cần nhìn vô cái biểu đồ này chúng ta có, có dễ dàng nhận diện ra bệnh nhân này có bất thường về đồng bộ trong thất trái và ngày hôm nay thì có hai cái tiêu chuẩn về đồng bộ thất mà người ta các hướng các guideline đều cho là nó có giá trị nhất để mà tiên đoán cái đáp ứng với điều trị CT. À, đó là cái dấu hiệu gọi là trung lắc cái vùng mỏm thất trái. À, cái cái này xảy ra là do cái cơ chế sự khi vận động không có đồng bộ giữa cái thành vách liên thất và cái thành bên. À, thành vách liên thất thì vận động thì nhanh hơn trong khi thành bên vận động chậm hơn và vô tình tạo ra một cái lực đẩy từ cái vách liên thất qua thành bên như thế này thì cái này gọi là cái dấu hiệu gọi là rung rung lắc của vách liên thất đây là một trong hai cái dấu hiệu mà có ý nghĩa gọi là tiên lượng với khả năng đáp ứng của và một cái hình ảnh khác cũng là một cái dấu hiệu giúp mình tiên lượng có ý nghĩa đó là cái dấu hiệu mà có khất ở cái vách liên thất trên nếu mình cắt TM qua vách liên thất đây là một cái cái hiện tượng mà co và duỗi bất thường ở cái giai đoạn mà co đồng thể tích của cái vách liên thất này đây là một cái dấu hiệu cũng giúp tiên lượng bệnh nhân sẽ đáp ứng với lại điều trị CRT À, còn giữa đồng bộ hai thất thì xương cũng giúp mình phát hiện được cái tình trạng này à, bằng cái thời gian gọi là thời gian tiền tống máu của thất phải và thất trái hai cái thời gian này mình có thể đo được bằng cái thời thời gian kéo dài từ đầu phức bộ virus đến thời gian đầu của à, sống phổ phổi trong trường hợp của thất phải hoặc là thời gian từ bắt đầu của bộ virus đến thời gian bắt đầu của thời điểm bắt đầu của cái phổ động mạch chủ thì đây là nếu mà hiệu số của hai khoảng thời gian này mà trên 40 mm tức là có mất đồng bộ giữa hai thất. À, cũng bằng siêu âm tissue doppler mô thì chúng ta cũng có thể thay vì được trong phép trái thì mình có thể đánh ở có thể so sánh ở hai vị trí thành bên cùng đáy của van ba lá và hai lá để biết được cái đồng bộ giữa thất phải và thất trái. À, tương tự như vậy nếu như mà cái cái hai điểm này nó tách rời nhau ra thì tức là giữa thất phải và thất trái này sẽ có sự mất đồng bộ. Nếu mà trên 56 mm là có ý nghĩa qua với bệnh lý cơ tim thứ hai là bệnh cơ tim phì đại thì như các anh chị cũng biết thì bệnh cơ tim phì đại á, thì cái chức năng tâm thu thất trái thì đa số là bình thường và thậm chí là còn tăng nữa vì do cái thể tích của thất trái lúc đó nó giảm và như các trình bày trước của các báo cáo viên trước chúng ta cũng thấy rằng ngay cả khi cái ES bảo tồn thì chúng ta có thể xác định được bệnh nhân có tổn thương tâm thu thất trái qua cái cái chỉ số của GOS do đó mà GOS đối với bệnh nhân phì đại đó là một cái chỉ số để mà theo dõi cái tiến triển của bệnh và ở giai đoạn cuối thì lúc đó thì EF sẽ giảm và sẽ có hình ảnh của giảm thất trái. À, đối với cái người thân của bệnh nhân có bệnh cơ tim phì đại mà đột biến gen thì trong quá trình mà tầm soát thì người ta cũng khuyến khích chúng ta phải làm đo cái EOS để mà phát hiện sớm những cái bất thường ở trong thất trái. Thì người ta nhận thấy ở đây một bệnh nhân hoàn toàn có một cái thất trái bình thường, không có dày và ép cũng bình thường. Nhưng mà đây là một cái người thân của bệnh nhân có bệnh cơ tim phì đại thì người ta đo EOS thì người ta thấy là đã giảm rồi thì đây là một dấu hiệu báo trước là bệnh nhân này có nguy cơ sẽ có bệnh cơ tim phì đại thì trong bệnh cái tim phì đại thì kìa, cái rối loạn sinh bệnh học trong trường này rất là quan trọng do cái tình trạng mà tăng cái khối thất trái mà kèm cái khả năng giảm đàn hồi rồi cái thời gian thư giãn thất trái nó cũng kéo dài hơn và sợi hóa cơ tim nhiều hơn và khi mà có chịu hạn chế đây là một cái tiên lượng xấu của bệnh cái tim phì đại à, đối với chức năng tâm trương của bệnh cái tim phì đại như hồi nãy phần trình bày trước báo cáo viên cũng có nhắc tới thì người ta có cái tiêu chuẩn riêng để đánh giá chức năng tâm trương như bệnh cơ tim phì đại à, lý do là người ta thấy rằng những chỉ số như là vận tốc đỉnh của sóng ơ nè thì số ơ trên a và thời gian giảm tốc của sóng ơ thì nó không có tương quan tốt với lại cái áp lực của tâm trương thất trái chính vì vậy mà các hướng dẫn họ đề xuất chúng ta sử dụng bốn cái tiêu chuẩn riêng mà có chứng minh là có đồng có tương quan với áp lực của tâm trương thất trái của bệnh cơ tim phì đại đó là chỉ số ơ trên A phẩy cái chỉ số thể tích thất trái cái cái chỉ số về phổ động mạch phổi và cái vận tốc của cái phổ hở van ba lá nếu bệnh nhân chúng ta có trên hai cái hai trong bốn tiêu chuẩn này thì được đánh giá được coi như là có rối loạn chức năng tâm trương nếu mà có bệnh cơ tim phi đại à, bệnh cơ tim cái dạng thứ ba là bệnh cơ tim hạn chế thì đây là một cái bệnh dạng bệnh cơ tim khá là đặc biệt à, xuất phát từ cái cấu trúc cơ tim nó cứng bất thường và chính cái tình trạng này nó làm cho tăng cái áp lực tâm trương của thất và làm ứ huyết ở các hệ tĩnh mạch làm bệnh nhân có tĩnh mạch cổ nổi rồi gan to bán bụng phù ngoại biên và bất thường của cơ tim này cũng có, cũng sẽ làm giảm cái cái độ đầy của thất làm giảm cung lượng tim và bệnh nhân có triệu chứng do giảm cung lượng tim như là mệt mỏi ở giai đoạn đầu của bệnh cơ tim hạn chế thì à, gần như không có thay đổi đặc biệt trên siêu âm ngoại từ chúng ta thấy có hình ảnh à, có rối loạn thư giãn à, theo thời gian thì áp lực trong cái thất trái ngày càng tăng lên dẫn đến áp lực trong nhĩ trái tăng và làm giảm các buồng nhĩ trái và ở cái giai đoạn cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy một cái bệnh cơ tim hạn chế với một cái bất thường kiểu hạn chế điển hình thì đây là một cái hình ảnh của bệnh cơ tim hạn chế thì chúng ta thấy là hai buồn thì thường là kích thước bình thường thành thấp thì cứng giảm đàn hồi và cái áp lực độ đầy trong thấp rất là lớn thất và nhĩ lại tăng cao làm cho hai cái nhĩ lớn giãn lớn như thế này thì trong bệnh cơ tim hạn chế thì nổi bật đó là rất là tâm, tâm trương điển hình kiểu hạn chế do cái áp lực của nhĩ trái tăng nó sẽ làm tăng cái vận tốc độ đầy đầu tâm trương và đó là kết hậu quả của cái chuyện làm tăng cái biên độ của sóng ơ rồi áp lực trong thấp tâm trương cũng tăng thì sẽ làm giảm cái vận tốc độ đầy nhỉ. do đó mà sóng a nó sẽ giảm và hậu quả của hai cái cái cái, cái chuyện này nó sẽ dẫn đến tỷ lệ ơ trên a nó sẽ tăng trên 1.5 à, đồng thời giảm vận tốc sóng a với vận tốc dưới 150 trăm giây giảm thời gian thư giãn đồng thể tích và cái tăng cái tỷ lệ ơ trên ơ phẩy đây là những cái tiêu chí của các anh chị đã quen thuộc với bệnh cơ tim hạn chế À, một cái dạng như mà nãy bác tiến sĩ Minh Thư có đề cập đó là bệnh cơ tim amyloid là một trong những cái dạng à, nguyên nhân của bệnh cơ tim hạn chế. Thì trong trường hợp bệnh nhân amyloid thì hai thấp nó thường là sẽ dày. Mặc dù 1 phần 3 số lượng bệnh nhân bệnh nhân thì có cái thành tim bình thường. Và ở giai đoạn đầu thì OF nó cũng ở trong giai đoạn bình thường nhưng mà nó có một thay đổi đặc trưng của cái GOS đối với bệnh cơ tim amyloid. Đó là nó có sự giảm GOS ở vùng đáy và vùng giữa trong khi cái vùng mỏm nó vẫn giữ bảo tồn. Chính vì vậy người ta nói là cái hình ảnh bảo tồn mỏm của bệnh nhân có bệnh cơ tim amyloid. Và cái hình ảnh trên mắt bò chúng ta sẽ thấy có một cái hình ảnh đậm độ đỏ tức là cái vùng giữa, vùng, vùng mỏm rất là tốt trong khi đã giảm chưa hết là cái vùng ngoại biên. À, trong một cái nghiên cứu mà người ta sử dụng cái cái tiêu chí là tính cái tỷ lệ uh, cái strain COS ở vùng mỏm so với vùng đáy của bách liên thoát trên 2,1 cộng với cái thời gian giảm tốc sống ơ mà dưới 200 giây, thì người ta thấy rằng khả năng chuẩn đoán amyloid tim với cái độ nhạy là khoảng 88% độ độc hiệu là 86 phần trăm tiên đoán dương là 67 phần trăm nhưng mà tiên đoán âm rất là tốt đó là 96 phần trăm thì để kết thúc phần trình bày hôm nay thì cũng xin được phép nhắc lại cái vai trò của siêu âm trong bệnh cơ tim đó là một phương tiện là giúp chẩn đoán hướng dẫn điều trị cũng như là theo dõi và tiên lượng bệnh thì ngày nay chứ nếu chúng ta áp dụng tốt các kỹ thuật mới như là strain, stress hoặc là siêu âm 34D thì chúng ta sẽ có thêm một cái công cụ để mà chẩn đoán và tầm soát sớm những bệnh nhân có đối tượng nguy cơ đặc biệt là những bất thường về gen của bệnh cơ tim. Và xin cảm ơn sự chú ý của thầy cô và anh chị. <laughs> xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Kim Ánh.